Mới Mỹ ba gai á. Thôi luôn không. Không. Đó. Đi Canada. Đi thanh sao chứ chút thấy khác này không? Có cái bộ mà nó ăn ha. Cái bộ quá rồi. Nhiều đơn lắm, nhiều đơn lắm. Ồ, bà chủ vừa dăm bà già bớt game. Sầu riêng về, sầu riêng về. Lên luôn. Rồi chút nữa qua gửi tiền cho bé. Uống gì không Đông? Uống gì mấy em gái? Cái này mấy người nói à, thầy biết không? Này. Nói ngồi chỉa mông vô màn đài. Bà chủ về hả? Đi Canada, đi Pháp, đi Thái Lan đi quá trời. Chủ rồi mọi người. Con thủy là chỗ là. Uống gì không? Lấy qua được nhiêu cho? Đây, sầu đây có sầu thái này quá vậy. Sầu riêng mới về nha mà. Mà chủ về cái rộn ràng này không? Chủ đúng rồi. Không biết. Không quản lý ông chủ. Thúc chân không. Năm cái rưỡi. Quá trời đất rồi vẫn có 5,5 à. Bà chủ về quê mới lên thấy rộn ràng hơn lên cao hơn các bạn. Hiện tại là có mấy cái đơn đi Úc Châu, Âu Châu, Mỹ Châu nữa rồi. Đó. Kiểu như đi Mỹ thì phải lấy hộp các bạn. Đi Canada, đi Pháp, đi mấy cái nước khác thì không có lấy hộp ra được, được phép nhập cảng vào các quốc gia đó. Còn đây là sầu của mấy bạn đang chúng có gì hút chân không đi Mỹ các bạn. Nhưng mà trước khi hút chân không cái này phải đông lạnh không, muốn đi Mỹ rút hộp có đây nè, đơn nè, đơn quá trời đơn nè mọi người. Mùi xanh kinh nè. Quá trời đất rồi. Mà chủ gì là thấy khác này không? Đây là mùi. Thơm quá. Thấy con về ngon lắm á, cô chắc đổ mồ hôi á. Cái này sao
không có bên kia nữa. Nó không quá ngọt hay gì? Không ngọt hả? Béo nhiều phải không? Dạ. Nó béo nhiều đúng không? Béo nhiều. Dạ, tại nó có trứng đó. Quen rồi. Trời ơi, cái này muối quá trời đó hả? Hello hello. Ngồi vô đánh nè. Cái to to xíu đi. Cái to to xíu khó hả? Con lắc con nha. Đây lắc con nó con đồng đồng. Có chứ. Nghiêm ký vậy? Dạ cho nó. Đưa lại chim chơi. Sầu riêng vụ đó. Vụ mà không được luôn hả? Không vụ được hả? Thử không? Sợ mua cái nữa hả? Thử nè.
coi cần chú các bạn. Dạ. Ủa cô ở đâu cô? Gần đây hả? Dạ. Yeah. Cô không biết ăn sầu riêng, mua sầu riêng cho chú đấy. Hai cái nửa tháng hả? Ủa cô chú, cách đây hai bữa là ngày hôm qua là vẫn có mì tây rồi đó. Dạ. Mà cái lượng nó cũng chưa đủ, nó khô đó. Chưa đủ ngon. Cái này cái này nêm nhiều. Mua thêm. Cái
cái sầu riêng kìa. Cái đơn này sao á? Dạ dạ ok chú. Cô chú bên quận 5 em quận 7 ta bữa. Dạ bên quận 11. Mỗi lần qua là mua mấy trái sầu riêng. Dạ. Mua một ký. Dạ đúng rồi, mua một lần là 10 hộp, mấy hộp vậy đó. À. Ăn đại gia đình luôn à? Vừa quê lục rồi hả? Dạ anh mới vừa vừa quê lên gì đấy, anh cũng tự vụ bỏ chạy liền, đã hiểu nữa. Mừng quá trời cũng mừng. Mấy hôm nay bạn nhậu rồi gọi quá trời quá đất luôn mà đi được đâu? Đâu có, nó đang nấu cơm rồi nó. Hay là hay lẩu nấu cơm đi đó, chả đò. Nấu cơm đi. Đi con đi đó. Anh này ngoan lắm, có đâu mới vừa ăn tất phần rồi, chen đi áo lên, vui sầu riêng.